Dạ, kính chào quý bà con. Mời bà con xem hồ cá trình 2 tháng 20 ngày nuôi từ cá bột mua ở Phú Yên. Đến hôm nay là được 2 tháng 20 ngày. Cá nhanh lớn quá. Rồi mời bà con xem. Cái này chắc vô size 300 hết rồi. Chưa được 3 tháng nữa. Cá trình bông nha bà con, chưa được 3 tháng mà cái này sao, cái này chắc sai tầm 300, 200 mấy 300. Cá đang ngủ. Cá nuôi trên hệ tuần hoàn vi sinh nhìn rất là đẹp và không có, gần như là không có mầm bệnh, ít bệnh. Cá đẹp, nước có màu trà đẹp lắm nha bà con, màu nước màu trà nè. Nước có màu trà trong vắt luôn, trong thấy đáy luôn, đáy sạch trơn, tại nó có vi sinh đó nên nước nó màu trà và cái đáy nó không có đóng gồng, chứ không có cặn, vi sinh nó ăn mấy cái đó hết rồi. Và đặc biệt là cá nuôi trên hệ này là mình không có thay nước nên là cá nó rất mau lớn. Còn đây là những cái hạt căng nết, vi sinh nó ở trong những cái ngăn này nè nha bà con. Những cái hạt này nó màu rất là vàng, do vi sinh nó lên mạnh đó, là màu nó ngã màu nâu vàng, màu nâu. Những ngăn vi sinh, ngăn lắng, ngăn lọc. Cá trình bông mà nuôi trên hệ này im quá. Chưa được 3 tháng rồi, cá rất mau lớn. Nước màu nước đẹp lắm nha bà con, màu trà. Cái hệ mình có vi sinh nên là mình không cần làm vi sinh hay là không trà rửa gì hết. Cái cây là cái cây hút phân đó. Hút phân nó từ đây, từ hồ cá nó hút qua ngăn lắng, rồi qua một cái ngăn lọc, rồi qua 2 ngăn canh nét, rồi từ ngăn canh nét trả bơm trở lại hồ cá. Mời bà con xem cá nè, phía dưới nhiều lắm rồi con, chưa được 3 tháng rồi mà cá lớn quá lớn. Khi mà vi sinh trong 2 cái ngăn này nó lên ổn rồi á, là cá nó hết bệnh á. Rồi chắc mình kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. À quên nữa bà con, mình xin quay cái hồ cá, cái này là cá trình đen hay gọi là cá trình mung, là mình mua khoảng 300 con về mình nuôi thử trong cái dèo này. Thì hôm nay mua từ cá bột, thì hôm nay khoảng cái hồ này khoảng 4 tháng rồi, nên mọi con thấy là mua nuôi trong cái dèo nhỏ xíu vậy nè. Cái hồ này hồ cá đen nha mọi con, chứ không phải cá bông thì bên kia, con này cá đen này mua ở Bình Định nè. Này cá Việt Nam mà con, nhưng mà cá đen, cá lọc. Cái anh đó anh lọc từ bài cá bông ra. Giờ mình thấy mình mua lại mình nuôi thử luôn trong cái dèo nè. Mới 4 tháng mà cái này chắc sai này chắc tầm 80 con, 90 con đó. Có những con 20 con ký cũng có. Nè. Cái trốn này nè. Mình bỏ cái lưới vô nuôi trong dèo nhỏ xíu nè. Còn bên ngoài là mình, ở bên ngoài là cá trình bông, tại mình hết hồ nuôi mình bỏ mấy cá đen trong đây, rồi cá bông ở ngoài, cá bông nó ngủ rồi. Mấy cá bông ở ngoài chắc sai tầm 200 con ký. Rồi mình kết thúc video tại đây nha, cảm ơn mọi con.